Nhắm vào sở thích ăn hải sản của người dân Đài Loan, những năm gần đây, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Ngoại thương không ngừng thúc đẩy các doanh nghiệp nhập khẩu của Đài Loan thu mua hải sản của các nước bên giao tại Trung Mỹ, qua đó góp phần củng cố quan hệ bang giao với các nước này. Mặc dù năm nay bị ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, nhưng rất may là Đài Loan phòng dịch thành công, sức mua của người dân trong nước cũng dần ổn định trở lại. Nhu cầu mua sắm hải sản Trung Mỹ cũng tăng trưởng không kém. Phó Bí thư Hiệp hội Ngoại thương, ông Vương Hy Mông nói. Từ tháng 1 đến tháng 9, số lượng tôm thẻ chân trắng đông lạnh mà Đài Loan nhập khẩu từ Nicaragua đã tăng trưởng đến 42,4%. Nhập khẩu tôm thẻ chân trắng đông lạnh từ Honduras tăng trưởng 29,9%, cũng tức là gần 30%. Cho nên từ những số liệu này có thể thấy được, dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến sở thích thưởng thức hải sản Trung Mỹ của chúng ta. Và do các nước vẫn đang thực thi kiểm soát biên giới, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Ngoại thương đã mời 9 doanh nghiệp nhập khẩu liên hệ và hợp tác với 23 doanh nghiệp cung ứng ở các nước bang giao như Guatemala, Belize, Honduras và Nicaragua thông qua hình thức trực tuyến. Lượng thu mua tôm thẻ chân trắng đạt đến 30,92 triệu đô la Mỹ, tôm hùm đạt 820.000 đô la Mỹ. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, mức giá trị nhập khẩu đã đạt đến 110 triệu đô la Mỹ. Phó Vụ trưởng Sự vụ Kinh tế và Hợp tác Quốc tế, ông Khu Trần Dục nói. Mặc dù năm nay chuyển sang thảo luận hợp tác trực tuyến, nhưng việc thu mua tôm thẻ chân trắng và tôm hùm vẫn vượt mốc 31 triệu đô la Mỹ, dự kiến trong tương lai có thể vượt mốc 80 triệu đô la Mỹ, cho thấy sự khẳng định và ủng hộ của Đài Loan dành cho các nước bang giao. Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Ngoại thương cũng nhấn mạnh, năm nay đã ký hiệp định hợp tác kinh tế với Belize, trong tương lai sẽ giảm dần mức thuế quan nhập khẩu tôm hùm và tôm thẻ chân trắng từ nước này. Ngoài ra, Đài Loan cũng đã ký hiệp định thương mại tự do với ba nước khác ở Trung Mỹ, kỳ vọng trong tương lai có thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh tế với các nước bang giao này.